đi phục trên trên lưng của em bị áp xe. Em có nhức à? Nó đau đau giờ nó bớt sưng. Áp xe quá trời. Cái vai ra xíu mấy bạn vô, mấy bạn vào chơi.
Hưng Hưng kêu anh Hòa xuống chị. Kêu anh Hòa xuống lau cái phòng chị. Tìm hóa bằng. Hết xưa rồi. Mặc lại.